học cùng ca cùng mơ với trường. Người anh hùng gan dạ. Chào mừng đến thị trấn Tàu Lửa. Ở đây chúng tôi uống dầu nóng cho bữa sáng, mọi điều về tàu quả và những cuộc phiêu lưu. Hãy đến đây chơi cùng chúng tôi. Mẹ xin lỗi, bây giờ mẹ thực sự không có thời gian. Mẹ phải lau nhà. Mẹ ơi, đi mẹ. Bố ơi, con viết tiểu thuyết nè về một người anh hùng đó bố. Bố ơi, tiểu thuyết về những chuyến phiêu lưu đó bố. Thôi nhóc con à, chờ bố một lát nha. Bố đang cố chỉnh lại cái ổ điện nhỏ xíu này đây. Đi mà bố. Im lặng đi nào. Thời tiết thật đẹp cho thiên văn học năm nay ha. Nghe nè, tôi viết một cuốn sách tiểu thuyết về những cuộc phiêu lưu và các thứ khác. Chỉ có những nhà văn thực thụ mới viết tiểu thuyết mà thôi. Đó là những gì mà tớ đã nghĩ. Họ đều có bộ râu dài dài nè, cậu có biết không? Và nhà văn thật sự thì rất là già. Đó là vì họ đã học cách viết tiểu thuyết suốt cả cuộc đời của họ. Và họ trở nên rất là già vào cuối sự nghiệp của mình. Ethan, đến chơi với chúng tớ đi. Không, cảm ơn các bạn gái nha. Tớ sẽ đứng đây thôi. Trong cặp cậu có tờ gì vậy? À, cái này hả? Không, không có gì đâu. Làm ơn nói cho chúng tớ đi, là gì vậy? Làm ơn đi Ethan, cứ nói cho chúng tớ đi. Thì đó là tớ viết một quyển sách tên là Người Anh Hùng Gan Dạ. Wow, quá tuyệt luôn ấy chứ. Cậu đọc cho bọn tớ nghe được không? Ừ, tớ không biết nữa. Tớ thật sự không phải một nhà văn thực thụ. Chúng tớ muốn nghe mà. Được rồi, vậy lắng nghe nha. Đó là một buổi đêm mịt mù. Một buổi đêm mịt mù trong thành phố. Wow. Thế nào? Tuyệt vời quá đi mất. Tuyệt thật đó. Cậu thực sự có tài năng đó. Oh wow, chúng tớ sẽ chẳng bao giờ viết được như này luôn. Cậu có nghĩ là sẽ viết tiếp câu chuyện không? Chào buổi chiều ạ. Có nhà không mà? Thằng bé đang ở trong phòng đó. Nó đã ở đó cả ngày rồi. Bác đang lo quá đi. Có chuyện gì khẩn cấp à? Để chú chuyển lời lại cho thằng bé nha. Ethan đã viết sách, một quyển sách rất là hay. Và cậu ấy đã đọc cho chúng cháu nghe. Chúng cháu hồi hộp giả mang. Ý cháu là với quyển tiểu thuyết. Và Ethan hứa sẽ viết phần tiếp theo. Nên chúng cháu đến đây. Thú vị đó. Các bác cũng muốn nghe thử đây. Cháu có thể đứng ở đây với mọi người có được không? Im lặng nào. Gia tập đầu tiên. Chào bạn thân ơi, cùng nhau ta lái xe nào. Mình đôi mai là bạn thân ở nhà bạn. Nhìn kia phía trước, đường đi lý thú siêu kỳ, thế nên đừng dừng nhé, đừng chờ nhé, mình đi. Hãy chạy xa ta, đang đi rất nhanh nè.
tăng tóc, trời đã qua nào bên nhau vui chơi qua hết bao ngày, chúng ta sẽ học cùng ca cùng mơ với trời. Thời tiền sử. Chào mừng đến thị trấn Tàu Lửa. Ở đây chúng tôi uống dầu nóng cho bữa sáng, mọi điều về tàu quả và những cuộc phiêu lưu. Hãy đến đây chơi cùng chúng tôi. Ồ, đây là thời tiền sử sao? Thật là thú vị. Cuốn sách này viết về cái gì vậy ta? Ở thời tiền sử, các bộ tộc nguyên thủy thường sống rải rác quanh các khu vực rộng lớn và hoang dã. Đã lâu lắm rồi từ khi chúng ta bắt được con voi ma mút cuối cùng. Ở thời tiền sử này, rất khó để tìm được voi ma mút. Bọn cô đã hết voi ma mút từ tuần trước rồi. Xin lỗi, nhưng cô không thể giúp gì vậy được. Vậy có lẽ chúng ta phải đi săn rồi. Rất khó để săn được một con voi ma mút. Vì chúng thường không hề biết rằng chúng đang bị săn. Chúng ta phải tìm cách khác thôi. Tớ mệt quá à. Ở đây còn có việc nghiêm trọng hơn. Đó là bộ tộc đối thủ. Các bộ tộc phải tự bảo vệ chính mình. Thời tiết thì không thể lường trước được. Để chú phát minh ra dự báo thời tiết đi. Chẳng có gì để làm vào ban ngày cả, nên việc săn ma mút là cách duy nhất để chống lại sự nhàm chán. Nhưng đôi khi nó lại bị phản tác dụng. Như cậu thấy đấy, việc làm người tiền sử và người nguyên thủy rất là phức tạp. À ha. Vì vậy, người tiền sử đã phát minh ra một thứ rất quan trọng là trường học. Ở trường, họ học cách để không còn nguyên thủy nữa và trở nên có nền giáo dục. Cuối cùng, họ phát triển thành những người rất là hiện đại luôn. Thật tuyệt khi là người hiện đại có phải không? Hey! La 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 la! Wow! Oh!